xin chào mọi chồng quay trở lại tôi định vừa tôi sẽ hướng bạn là cách ẩn hiện cái phím điều ngữ trên con máy Oppo R15X này nhỉ, cài đặt này, giới thiệu điện thoại này R15X đây, thì cái phím điều hướng này nhá, các bạn muốn ẩn nó đi từ từ cử chỉ vuốt thì thấy xong, hoặc các bạn vuốt muốn quay về cái này thì đầu tiên tôi sẽ cài đặt này, đây kéo xuống chọn công cụ tiện ích nếu điều hướng này, đây ta có thể chọn cử chỉ vuốt lên, đây ta thực hiện vuốt, đây ta hướng dẫn ở đây nhá, đây các bạn làm thực hiện vuốt này, đây nút điều hướng vuốt từ giữa lên nó sẽ kiểu ấy, vuốt bên này quay ra, đây. Hoặc các bạn có thể sử dụng nút đảo nhá, đây nút đảo là dưới này, hoặc vuốt hai cạnh, cạnh nó khác nhé, vuốt bên này đấy. Hoặc vuốt bên này đấy. Nó ở đây thì nó cũng vuốt lên đây đó. Nút ảo thì các bạn có thể chọn bên này back home này, ẩn cái nút ảo này, ẩn đây nó sẽ ẩn xuống, mỗi giây nó sẽ tụt xuống nhé, đây back home là nhiệm này rồi. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách ẩn hiện cái phím điều hướng con máy Oppo R15X. Chúc bạn thành công, quan nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ nhé. Chào bạn.